Kim Thanh kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay là tin từ California. Tài tử Đơn Dương, một trong những tài tử điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam sau 1975, đang trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi đưa vào cấp cứu tại Alexander Regional Medical Center, miền Bắc California, vào tối khuya thứ ba, 6 tháng 12 theo giờ California, bà Bùi Thị Trường, chị ruột của tài tử Đơn Dương, xác nhận tin này với báo Người Việt vào sáng ngày 7 tháng 12. Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông loan tin ông qua đời ở tuổi 54 vì tai biến mạch máu não. Nói chuyện với phóng viên báo Người Việt qua điện thoại về nguyên nhân dẫn đến việc tài tử Đơn Dương vào bệnh viện, bà Bùi Thị Trường cho biết chưa có thể nói nhiều hơn trong thời điểm hiện tại. Diễn viên Đơn Dương tên đầy đủ là Bùi Đơn Dương, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1957 tại Đà Lạt, tại Việt Nam. Ông đóng nhiều phim, điện ảnh và truyền hình được nhiều người Việt biết đến. Tuy nhiên, cuộc đời Đơn Dương gặp nhiều sóng gió khi ông sang Hollywood vào năm 2002, đóng hai bộ phim về chiến tranh Việt Nam và người Việt di tản là We Were Soldiers và Green Dragon. Sau khi về lại Việt Nam, báo chí trong nước thời đó chạy nhiều bài viết tố cáo Đơn Dương bằng những lời lẽ rất nặng như phản động, phản bội, bán nước. Cả các con Đơn Dương cũng bị đấu tố và nhà hàng nơi Đơn Dương mở chung với gia đình bị đập phá. Trước sức ép từ phía nhà cầm quyền Việt Nam, giới làm phim Hollywood đã vận động và ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp để Đơn Dương sang Mỹ tị nạn vào năm 2003. Việc ra đi khỏi Việt Nam của Đơn Dương được công điện của Ngoại giao Mỹ được tiết lộ qua WikiLeaks mới đây nói rằng ông đã bị chính quyền xua đuổi ra khỏi quê hương mình. Bản tin kế tiếp vào ngày hôm nay, Việt Nam đã ký hợp đồng mua thêm hai chiếc hạm J-PASS 3.9 của Nga, nâng số chiến hạm loại này lên gấp đôi. Hãng tin Nga Interfax cho biết như vậy trong bản tin Anh ngữ ngày thứ Tư 7 tháng 12, thuật lời một viên chức của nhà máy đóng tàu Zilanorod Gokhi. Trước đó vào năm 2010 và giữa năm 2011, Nga đã giao lại chiếc J-PASS 3.9 cho Việt Nam và nay Việt Nam đặt mua thêm hai chiếc nữa. Hai chiến hạm Việt Nam đã nhận nay được đặt tên là chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng. Vẫn theo lời viên chức của nhà máy đóng tàu Zilanodox Gokri, hai chiến hạm J-PASS 3.9 mà Việt Nam đang sử dụng được trang bị hỏa tiễn tấn công, còn hai chiếc vừa đặt mua sau sẽ được trang bị các loại võ khí trong tàu ngầm. Cựu thống đốc bị bãi nhiệm của tiểu bang Illinois, ông Ross Blagojevich, vừa bị tuyên án 14 năm tù hôm thứ Tư. Đây được xem là một trong những bản án nặng nề nhất đối với tội tham nhũng ở một tiểu bang có nhiều thành tích lừa đảo chính trị. Trong số 18 tội danh bị truy tố, nổi bật nhất là tội dùng uy quyền để bán lại ghế thượng nghị sĩ sau khi ông Barack Obama trúng cử tổng thống để lại. Việc này đổi lấy tiền vận động tranh cử hay một công việc lương hậu. Thẩm phán James Zagel nói ông Blagojevich làm việc tốt cho dân chúng khi ở cương vị thống đốc, tuy nhiên lại quá chú tâm đến việc sử dụng quyền hạn của mình cho vấn đề cá nhân. Ông Blagojevich thuộc Đảng Dân Chủ, hai lần được bầu vào chức vụ thống đốc Illinois, là người bị án nặng nhất trong số 4 thống đốc Illinois bị tống giam trong 4 thập niên qua. Người tiền nhiệm ông là George Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa đang thi hành án tù 6 năm rưỡi. Ngày hôm nay 7 tháng 12 là ngày toàn quốc Hoa Kỳ làm lễ tưởng niệm 70 năm ngày Trân Châu Cảng bị quân đội Nhật tấn công bất ngờ trong Thế chiến thứ hai. Tin cho hay cả nước sẽ dành ra một phút mặc niệm vào đúng 7 giờ 55 phút sáng tại Hawaii, hay 9 giờ 55 phút sáng tại giờ Los Angeles và 12 giờ 55 trưa ở New York. Những người còn sống sót trong biến cố này, kể cả các cựu chiến binh Thế chiến thứ
thứ hai, cùng nhiều ngàn người khác đến tham dự buổi lễ chính tại bãi cỏ của Pearl Harbor Visitor Center ở Honolulu. Cách đây 70 năm, vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, người Mỹ kinh hoàng khi bị Nhật mở cuộc tấn công bất ngờ, mà kết quả có đến 2.400 người chết, 12 chiến hạm bị đắm và 188 máy bay bị hư hại. Ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt tuyên chiến với Nhật và gọi ngày này tấn công là một ngày ô nhục. Buổi tưởng niệm gồm cả phần mặc niệm chiến hạm Arizona vốn bị nổ tung và chìm trong cuộc tấn công, làm chết hơn 1.100 sĩ quan và thủy thủ trên tàu. Thân tàu hiện vẫn được để nguyên dưới đáy hải cảng này. Công an Trung Quốc vừa phá vỡ hai đường dây rộng lớn chuyên buôn trẻ em, trải rộng qua 10 tỉnh, bắt giữ hơn 600 nghi can và cứu được 178 trẻ em. Bắt cóc và buôn bán trẻ em là điều thường xuyên xảy ra khắp nơi ở Trung Quốc, dù rằng công an liên tục triệt phá các băng nhóm liên quan đến loại tội phạm này. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là kết quả của chính sách một con được thi hành triệt để ở quốc gia này, cùng với luật lệ lỏng lẻo trong việc xin nhận con nuôi. Bộ Công an Trung Quốc cho hay công an ở tỉnh Tứ Xuyên, vùng Tây Nam Tinh Cơ có được tin tức nói rằng có băng đảng buôn bán trẻ em hoạt động nơi này khi điều tra một tai nạn giao thông hồi tháng 5. Sau một thời gian dài theo dõi để thu nhập chứng cứ, hơn 5.000 công an từ 10 tỉnh khắp Trung Quốc mở cuộc bố ráp hôm 30 tháng 11, bắt giữ 608 nghi can. Có 178 trẻ em được giải cứu và được tạm thời giao cho cơ quan xã hội. Chính quyền Trung Quốc cho hay đây là chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến chống buôn người. Bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, làm việc ca đêm xưa nay được biết đưa đến nhiều vấn đề về sức khỏe như rối loạn giấc ngủ và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch và mập phì. Các nhà nghiên cứu sức khỏe công cộng thuộc trường đại học Harvard cho rằng một trong 12 người lớn ở Mỹ có nguy cơ bị tiểu đường do làm ca đêm là con số đáng quan tâm. Nghiên cứu nơi 175.000 y tá nhận thấy người làm ca đêm 3 lần trở lên mỗi tháng có nhiều nguy cơ bị tiểu đường loại 2 trong 20 năm so với những người không hề làm ca đêm. Người làm ca đêm trong 1 đến 2 năm nguy cơ này hầu như không tăng nhiều hơn, nhưng nếu lâu hơn từ 3 năm đến 9 năm lại có nhiều nguy cơ tiểu đường đến 20%. Đồng thời nguy cơ này tiếp tục tăng cao nếu làm ca đêm thêm nhiều năm nữa. Làm ca đêm cũng mang lại mức độ mập phì cao hơn do thiếu ngủ, khiến người ta thèm ăn, dẫn đến ăn quá độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin. Kim Thanh kính chào tạm biệt và hẹn lại trong bản tin tuần tới. Em vô cái trang mdepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mdepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa, cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mdepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ, trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.